Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, hôm nay các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri một số địa phương trong tỉnh. Tại xã Ninh Tiến, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 1 ứng cử tại thành phố Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri phường Phúc Thành và xã Ninh Tiến, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thành phố Ninh Bình. Tại buổi tiếp xúc sau khi nghe đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo thời gian, nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2021, kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh, báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Cử tri đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tin tưởng với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ lắng nghe, xem xét, kiến nghị các cơ quan có chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề mà cử tri quan tâm liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cử tri đề nghị tỉnh thành phố sớm triển khai các dự án quy hoạch đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa triển khai hoặc còn dở dang như dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn xã Ninh Tiến trường Cao đẳng Y Dược, dự án chống ngập úng cấp bách thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư để tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất và sinh hoạt. Cử tri cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho xã Ninh Tiến được lập hồ sơ đề nghị công nhận là xã loại 2 của tỉnh, xem xét đầu tư mở rộng nghĩa trang khu vực Phúc Sơn, có cơ chế thu hút nhà đầu tư xây dựng chợ phía sau bệnh viện Sản Nhi cũ để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Về lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang và lễ hội, để nhanh tiến độ di chuyển chạm trộn bê tông ra khỏi địa bàn dân cư, đầu tư xây dựng tuyến đường Lương Văn Tụy kéo dài, làm đường gom dân sinh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và chỉnh trang cây xanh trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua xã Ninh Tiến, để nhanh tiến độ thi công cầu khê hạ nối giữa xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư để đảm bảo an toàn giao thông. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Theo mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn trách nhiệm của cử tri, đồng thời sẽ chuyển đến các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng chí cũng thông tin thêm một số nét khái quát nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021. Theo đó, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự đồng lòng chung sức, quyết tâm của người dân, Ninh Bình đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa thích ứng linh hoạt đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn và giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 5,73%. Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, thu ngân sách đạt và khả năng vượt kế hoạch Ninh Bình là một trong 14 tỉnh, thành phố trong cả nước tự cân đối được ngân sách, người dân tin tưởng, đồng thuận, phấn khởi và hạnh phúc trên chính mảnh đất quê hương mình. Chia sẻ với những khó khăn của cử tri phường Phúc Thành và xã Ninh Tiến hiện nay, đồng chí cũng trao đổi, làm rõ một số thắc mắc, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Đồng chí khẳng định hiện nay tỉnh đang đặc biệt quan tâm tới việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến đường trên địa bàn hai phường Vân Giang và Phúc Thành, thành phố Ninh Bình. Vì vậy, bên cạnh việc thành phố phải quy hoạch tổng thể thì cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương cũng phải đồng lòng, quyết tâm rất cao mới thực hiện được. Về tiến độ một số dự án trên địa bàn, đồng chí cho biết hiện nay tỉnh đang giả soát và báo cáo ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy những dự án kéo dài, yêu cầu chủ đầu tư xác định điểm dừng kỹ thuật và thanh toán nợ động xây dựng cơ bản, lập dự án mới để hoàn thiện các nội dung công trình phù hợp và cũng đề nghị thành phố phải quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong sản xuất và sinh hoạt về những kiến nghị liên quan đến việc đưa ba xã trong đó có ninh tiến lên phường đồng chí yêu cầu thành phố ninh bình xác định lộ trình cụ thể theo đó phải thực hiện đúng đề án quy hoạch chi tiết đã ban hành bám sát tiêu chí phường để thực hiện từng phần việc một về những phản ánh kiến nghị liên quan đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để làm dạp đám hiếu, đám cưới, việc mở rộng nghĩa trang Phúc Sơn, tỉnh và thành phố tiếp thu và sẽ có những biện pháp chấn chỉnh cũng như giải quyết sớm. Đồng chí cũng mong muốn cử tri, nhân dân thành phố Ninh Bình nói chung, phường Phúc Thành và xã Ninh Tiến nói riêng tiếp tục quyết tâm, đồng lòng, tin tưởng xây dựng thành phố theo đúng quy hoạch, làm đến đâu được đến đấy, cấp ủy chính quyền các địa phương, sát sao lắng nghe và giải quyết những ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc thì trao đổi, báo cáo, thông tin với các ngành, ủy ban nhân dân tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời.